Từ khi 6 tuyến phố đi bộ thuộc khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội chính thức trở thành điểm đi bộ, mỗi tối cuối tuần nơi đây không còn những hàng xe máy, taxi chen chúc và đầy khói bụi, mà câu chuyện phố cổ đã được thay thế bằng những hình ảnh nhộn nhịp vẽ thêm vào bức tranh Hà Nội về đêm trở nên đa sắc màu hơn bao giờ hết. Cửa đền Hương Tượng, đoạn giao phố Mã Mây và Lương Ngọc Quyến. Diễn sướng Hầu Đồng luôn là tiết mục thu hút được sự quan tâm của người dân cũng như khách du lịch phố cổ. Đền phủ, loại hình nghệ thuật này khi được biểu diễn ngoài trời lại góp phần đánh thức những công trình kiến trúc từ những ngôi nhà cổ đến hương tượng hay những đền thờ xung quanh trong một không gian âm nhạc đầy bản sắc. Đây cũng là cách tạo cơ hội cho công chúng thưởng thức nghệ thuật dân tộc và quảng bá nghệ thuật truyền thống của Việt Nam khá hiệu quả với bạn bè quốc tế. Vốn là hình thức diễn sướng bắt nguồn lớn lên và lưu truyền từ dân gian. Chính vì thế, khi được đưa về môi trường khai sinh ra nó, diễn sướng Hầu Đồng giống như cá gặp nước, góp phần trở thành nét văn hóa không thể thiếu của phố cổ Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.